Thưa quý vị, năm 2023 là năm mà thủy sản Đà Nẵng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cùng với các địa phương cả nước nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng của EC. Trong đó, nhiều giải pháp đã được các ngành chức năng, các đơn vị triển khai nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU. Chương trình Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân đã được ngành dân vận thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai từ nhiều năm nay. Trong đó, các nội dung tuyên truyền ngày càng được đổi mới, tập trung vào việc nâng cao nhận thức của ngư dân Đà Nẵng về luật thủy sản, các quy định mới trên các vùng biển quốc tế. Chương trình đã tạo được hiệu ứng lan tỏa tại nhiều địa phương ven biển như quận Sơn Trà, Hải Châu hay Thanh Khê. Thông qua Ban dân vận thành ủy, thì Ban dân vận của Sơn Trà đã phối hợp với các phường, khu vực biển của quận Sơn Trà để triển khai thực hiện chương trình này. Thì qua chương trình thì chúng tôi thấy rằng là cảnh sát biển vùng 2 của thuộc cảnh sát biển của Việt Nam đã phối hợp với dân vận đã triển khai đến cho người dân của quận Sơn Trà rất nhiều cái nội dung. Thứ nhất là công tác tuyên truyền, tạo cho người dân nắm bắt được các quy định đánh bắt hải sản theo quy định của EU. Thứ hai nữa là trao quà, tặng quà cho những bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với việc tuyên truyền, các ngành chức năng, đơn vị thành phố đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp quan trọng để kiểm soát hoạt động nghề cá theo quy định, đặc biệt là việc kiểm tra giám sát hành trình tàu cá hoạt động ở vùng khơi. Đến nay, thành phố đã hoàn thành việc hỗ trợ 100% kinh phí lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho các tàu cá Đà Nẵng có chiều dài từ 15 mét trở lên. Khi phát hiện sai phạm với các quy định của EU, ví dụ như không duy trì thiết bị giám sát hành trình hoặc khai thác nghề sai so với giấy phép khai thác, thì căn cứ vào nghị định 42 để lập hồ sơ và tham mưu cho ban chỉ huy đơn vị ra quyết định xử phạt. Chúng tôi cũng đã tập trung kiểm soát chặt chẽ các tàu cá cập cảng cũng như xuất cảng, đảm bảo các điều kiện thì chúng tôi mới thực hiện cho bốc dỡ thủy sản. Đặc biệt nữa thì trong năm qua chúng tôi đã thành lập 19 cái đoàn kiểm tra kiểm soát nghề cá để kiểm tra về cái tình hình thực hiện luật thủy sản cũng như là cái thực hiện cái IUU. Thì qua đó thì chúng tôi đã nhắc nhở và đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các trường hợp mà không duy trì thiết bị hành trình, rồi không ghi nhật ký khai thác, rồi khai thác sơ tiến và các vi phạm khác. Số liệu thống kê của ngành nông nghiệp Đà Nẵng cũng cho thấy, từ năm 2019 đến nay, thành phố đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính về không duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình tàu cá đối với 48 tàu cá mất tín hiệu giám sát hành trình 10 ngày trở lên, với tổng số tiền là 1 tỷ 200 triệu đồng. Đây là những tín hiệu tích cực góp phần tạo chuyển biến cho hoạt động nghề cá của Đà Nẵng thời gian tới.